Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Và trong đó thì nhấn mạnh rằng tuyệt đối là không để xảy ra tình trạng lạm thu vào đầu năm học. Tuy nhiên, trong thời điểm học sinh nhiều tỉnh, thành phố vẫn phải học trực tuyến thì việc thu các khoản phụ phí đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh băn khoăn, nhất là với những trường ngoài công lập thì công tác quản lý cũng còn nhiều khó khăn. Nếu như không phải học online, thì có lẽ anh Tuyến cũng không phải thắc mắc về những khoản thu học phí của con. Bởi ngoài số tiền học phí cơ bản, thì còn nhiều khoản phí phụ vẫn phải chi trả. Thứ nhất là cái chi phí quản lý bán trú. Thứ hai là chi phí về tiền học phẩm, bổ sung sửa chữa nhà cũ. Cái chi phí thứ ba là chi phí đi trải nghiệm, chi phí trả muộn. Chi phí trả muộn ở đây nó giá trị là 300.000 một tháng, thì là chỉ áp dụng đối với học sinh khối 1 và khối 2. Thì như con nhà tôi năm vừa rồi là học lớp 2 thì vẫn được hưởng cái chính sách trả muộn là 300.000 một tháng. Nhưng khi tôi đưa con vào trường nhập học thì nhà trường có nói là cái chi phí này là miễn phí. Nhà trường nói miễn phí nhưng mà cuối cùng nhà trường bóc tách lại tính vào cái chi phí bình thường. Thông báo phí của nhà trường về tiền thừa năm trước 3.995.000. Tôi không rõ đây này. Miễn giảm 10% nhưng mà lại chỉ có 520.000, mà mức học phí thì là 7.700.000. Đến khi mà học online thì lại thu tất cả khoản phụ, khoản cứng, kể cả những cái không dùng đến, xong rồi giảm đến 20%. Chúng tôi cũng không cần phải giảm hay là gì, chúng tôi chỉ cần thu đúng, thu đủ thôi. Không có gì là không hợp lý cả. Những cái gì không biết tôi trả hết là 20%. Tức là những cái khoản mà người ta không học, không dùng đến đấy, thì tôi tính ra 20%, thậm chí không đến 20%. Tính trả hết thì nó đẽo vào trong học phí của tôi, nó là 20%. Thì học phí của tôi bây giờ chỉ còn có 80% thôi. Là những khoản mà bắt buộc phải chi phí cho học sinh. Còn nếu mà bớt đi nữa thì làm sao mà đủ chi phí cho bù đắp cho cái việc chi phí của nhà trường. Hiện tất cả phụ huynh đăng ký cho con học tại hệ thống giáo dục này đều phải ký cam kết, trong đó có chính sách về tài chính. Do đó các đơn vị quản lý giáo dục rất khó để can thiệp vào sự thỏa thuận này. Đây là thỏa thuận dân sự giữa phụ huynh với ông chủ trường thôi. Mình không can thiệp được, mình không thỏa thuận được thì làm sao mình quản lý với người ta được, hoặc là mình không được phê duyệt thì vào mình kiểm tra thì họ bảo đây là thỏa thuận hai bên, anh làm gì có quyền, thì rất là khó cho các cấp quản lý. Cấp quản lý gặp khó nên phụ huynh cứ loay hoay, đã đăng ký cho con theo học thì chẳng ai muốn thay đổi. Thế nhưng điều mà các phụ huynh mong muốn là sự chia sẻ giữa nhà trường và gia đình. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là không phải vì cái vấn đề học phí này mà con chúng tôi phải thay đổi môi trường. Nhưng mà cũng không thể nào mà mình không hài lòng bởi vì cái hệ lụy mà nhà trường cứ để mà phụ huynh cứ phải day dứt. Dù cơ sở giáo dục dân lập được chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ theo thỏa thuận với phụ huynh, nhưng khi có những biến động như thời điểm dịch bệnh phải học online, thì việc thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh cần được làm rõ và giải thích thỏa đáng. Nhất là với trường tư thục, mức thu học phí không hề rẻ, tránh để tình trạng phụ huynh dù đã ký nhưng cảm giác chưa được công bằng và minh bạch.